Các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê mình. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn bí quyết để ướp thịt nướng không bị cháy mà thơm ngon nhé. Đây là cái thành phẩm mình đã ướp xong ạ. Bây giờ mình chỉ cần đem đi mình nướng là mình có thể thưởng thức được nhé. Và mình mời các bạn cùng vào bếp để chuẩn bị các nguyên liệu để mình ướp nhé. Bí quyết để ướp thịt nướng ngon, các bạn chuẩn bị cho mình thịt vai nhé, thịt cả mỡ cả lạc như thế này để mình nướng lên á, thì thịt nó sẽ không bị khô ạ. Mình đã pha thành khổ như thế này ra và ngâm bằng muối rửa sạch rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thái phần thịt ra để mình ướp. Các bạn chuẩn bị cho mình một củ riềng, mình thái nát ra, mình không giã hoặc là cũng không cần phải ấy, để mình ướp ấy, cho nó lấy cái hương vị thơm của riềng và một ít ớt các bạn nhé. Hôm nay mình chỉ ướp với riềng thôi, các bạn thích thì có thể cho cả hành thơm cũng được. Mình nướng bằng nồi nướng cho nên là mình sẽ thái nó độ dày vừa phải. Nếu mình nướng than hoa thì mình sẽ phải thái dày các bạn nhé. Bây giờ có cái bếp điện nướng rất là tiện, chúng ta có thể đặt lên bàn vừa ăn vừa nướng, ăn đến đâu mình nướng đến đấy. Đây các bạn, với 1 cân thịt các bạn sẽ ướp cho mình muối nhá. 2 thìa cà phê lấy muối ạ. Hạt lên, các bạn thích có thể cho 2 thìa hạt lên. Bột ngọt. Các bạn cho mình 1 thìa bột ngọt vào. Đấy là bột ngọt và hạt lên, tùy theo nhé, ai thích ăn thì mới cho nhé. Mình không cho tiêu vì khi nướng lên nhiều lúc cho tiêu vào sẽ bị cháy. Các bạn sẽ cho mình vào đây 2 thìa nước mắm ạ. Mình sẽ trộn đều lên nhé. Thường ướp thịt ấy, các bạn sẽ ướp cho mình lâu lâu một chút thì nó sẽ ngon nhé. Như nhà hàng ấy, thì họ sẽ ướp qua đêm để ướp hết gia vị xong rồi sẽ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì hôm sau họ nướng ấy, thì nó ngấm gia vị và rất là ngon. Còn thông thường như nhà chúng ta thì nếu mà không có thời gian nhiều, các bạn sẽ ướp cho mình khoảng 1 giờ. Trong đó thì mình sẽ đem đi mình nướng. Mình muốn ăn cay thì các bạn cho một ít ớt vào, còn không ăn cay thì các bạn thôi nhé. Cho ớt để lấy cái độ cay thì nó không bị như hạt tiêu. Hạt tiêu sẽ bị cháy nhưng ớt thì không. Riềng các bạn cũng cho vào cho mình. Mình sợ khi nướng ấy, thì nếu mà riềng băm, riềng xay nó sẽ làm cho nó lát ra thì nướng sẽ bị cháy cái phần riềng. Cho nên là mình thái nát như thế này thì khi mình nướng lên ấy, phần riềng nó không bị cháy và thịt nó ngấm riềng và rất là thơm và ngon ạ. Và mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nữa. Khi có một ít dầu ăn thì thịt các bạn nướng ra nó sẽ không bị ướp, nó sẽ không bị ra nước ạ.
Còn nếu mà mình mà cho đường các bạn nhé, đường thì rất là dễ cháy cho nên là không cho nên cho đường. Các bạn có thể cho mật ong cũng được, còn không có thì thôi nhé. Muốn có độ ngọt của mật ong thì mình sẽ cho vào đây một thìa mật ong, chứ không cần nhiều ạ. Đây, mật ong nguyên chất rất là ngon, sánh như thế này. Đều đi. Nếu mà các bạn nấu luôn thì sau 1 giờ chúng ta có thể đem đi để nấu nhé, để nướng. Còn không có thì các bạn sẽ cất vào trong tủ lạnh cho mình và mình để độ nửa ngày sau đến chiều mình sáng, từ sáng đến chiều mình nướng cũng được, hoặc là hôm sau mình nướng cũng được nhé, để cho nó ngấm gia vị ạ. Nếu để lâu ngoài trời thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ ngon của thịt, cho nên chúng ta sẽ, nếu mà lâu thì mình nên cất trong tủ lạnh ạ. Đấy. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách ướp thịt nướng chuẩn ngon nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình, ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.